Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào các bạn nè. Bây giờ Sài Gòn Du Hí đang đứng trước phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham gia vào cái kỷ niệm dấu ấn 45 năm ngày thành lập Sài Gòn Tourist. Từ 1 tháng 8 năm 1975 đến 1 tháng 8 năm 2020. Thì nơi đây sẽ được thiết kế thành không gian để tái hiện lại chặng đường phát triển của một tập đoàn du lịch hàng đầu. Trong bức tranh toàn cảnh của ngành du lịch thành phố và Việt Nam, đó là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist Group. Mọi người nhìn nè, rất là lung linh ảo diệu luôn. Wow! Thì tên tiếng Anh còn gọi là Saigon Tourist Holding Company, là một công ty hay còn gọi là tổng công ty, được thành lập bởi nhiều thành viên, nhưng trong đó là công ty du lịch thành phố Hồ Chí Minh là nòng cốt. Vừa vào thì có máy rửa tay sát khuẩn tự động nè các bạn. Nhớ rửa tay nha mọi người. Rất đẹp luôn, chữ Sài Gòn các bạn thấy không? Thì Sài Gòn Tourist là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, với những đóng góp rất là tích cực trong sự nghiệp phát triển ngành du lịch của cả nước. Và được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam đánh giá là một trong những doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực du lịch về quy mô, tiềm lực, năng lực, kinh nghiệm, cùng những đóng góp rất là tích cực trong sự nghiệp phát triển ngành du lịch của cả nước. Nó gồm rất là nhiều nha các bạn, như là lưu trú nè, rồi nhà hàng, lữ hành, vui chơi giải trí, thương mại, đào tạo nghiệp vụ, du lịch và khách sạn nữa. Thì mọi người có nhớ là đường hoa Nguyễn Huệ không? Thì Sài Gòn Tourist á, năm nào cũng đóng góp, tham gia tổ chức và phục vụ thành công cho cái sự kiện văn hóa rất là quan trọng là đường hoa Nguyễn Huệ vào mỗi dịp Tết cổ truyền đó các bạn. Suốt 45 năm hình thành nè, thì nó đã có những cái bước chuyển mình rất là mạnh mẽ và bền vững. Và tự hào là doanh nghiệp đầu ngành, góp phần to lớn trong công cuộc thúc đẩy sự phát triển của du lịch cùng các ngành kinh tế khác của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Tại sự kiện được tổ chức ở trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ này nè, thì các bạn sẽ thấy được là những cái tái hiện qua không gian trưng bày những hình ảnh tư liệu quý giá, ảnh đẹp, chủ đề là tận hưởng bản sắc Việt nè, rồi 12 huyện đảo Việt Nam ngày ấy và bây giờ, rồi các chương trình truyền thông khác. Những cái hình ảnh rất là đẹp nè, các bạn xem. Côn Đảo nè, Phú Quốc. Khi mà nhìn những cái hình ảnh tái hiện là như vậy đó, thì trời ơi, mình là thích đi du lịch ngay luôn đó. Thèm du lịch lắm. Rất đẹp ha các bạn ha. Thì Sài Gòn Tourist còn được xem là một trong các công ty du lịch lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh được mọi người đánh giá rất là cao luôn. Đã 45 năm rồi đó các bạn.
với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và luôn giữ thái độ phục vụ rất là chu đáo, chuyên nghiệp. Nếu mà các bạn có dịp đi du lịch đó, thì lựa chọn Sài Gòn Tourist chắc chắn sẽ không làm các bạn phải thất vọng đâu. Nó có nhiều dịch vụ lắm nè, các bạn xem. Thì nhân cái đi tham quan về cái du lịch thì mình sẽ kể một cái câu chuyện cười cho các bạn nghe ha, cũng về du lịch luôn. Thì có cái một cặp cái vợ chồng nọ nè, trong một cái chuyến công tác á, thì sợ muộn cái cuộc họp quan trọng vào ngày hôm sau, nên hai vợ chồng đã yêu cầu nhân viên lễ tân khách sạn gọi để đánh thức họ vào 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thì qua một đêm ngủ ha, thì ngày hôm sau á, đúng 6 giờ chuông điện thoại reo lên. Thì tiếng nhân viên nè: "Xin chào quý khách, đây là cuộc gọi báo thức theo yêu cầu của quý khách." Rồi, thế là người chồng cảm ơn rồi gọi vợ dậy chuẩn bị đi họp. Thì chưa đầy một phút sau nữa đó, thì điện thoại lại reo lên và vẫn giọng nói ấy: "Xin chào quý khách, đây là cuộc gọi báo thức theo yêu cầu của quý khách." Người chồng rất là bực tức, không hiểu tại sao lại như vậy. Thì người chồng mới trả lời là: "Tôi biết rồi, chẳng phải bạn vừa gọi báo thức rồi sao?" Thì nhân viên lễ tân vẫn là trả lời rất lịch sự: "Đúng vậy ạ, nhưng phòng của quý khách có đến 2 người cần báo thức mà." Trời, mắc cười dễ sợ luôn đó các bạn. Quá sức lịch sự luôn á. Mọi người xem những cái trân bài rất là đẹp luôn nè. Wow. Mình không nghĩ là những cái đồ này mà người ta có thể làm nên những cái hình rất 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 đẹp luôn. Sân golf Thủ Đức là một sân golf đầu tiên tại Việt Nam và cũng là đơn vị thành viên của Sài Gòn Tourist luôn. Mọi người có ai đi đánh golf không? Mình thì chỉ đi lượm banh thôi. Chạy có cờ luôn á các bạn. Và đây là các mô hình đào tạo nè. Thì nhằm nâng cao tính tương tác và nhằm mang lại những cái trải nghiệm thú vị đến khách tham quan á, thì gian hàng của các cái đơn vị thành viên của Sài Gòn Tourist được trưng bày theo từng loại hình dịch vụ. Như hồi nãy các bạn cũng có thấy đó, thì khu vực dịch vụ ẩm thực nè được đại diện bởi mô hình bàn tiệc cưới. Khu vực dịch vụ giải trí là một sân golf kết hợp với hoạt động đánh golf mini. Rồi khu vực đào tạo trưng bày mô hình các sản phẩm cắt tỉa rau củ, tạo hình bông đường nè. Thì tuần tự du khách đó thì có thể vào check-in tại khu vực đầu tàu của Sài Gòn Tourist. Trong tình hình hiện nay thì khi tham gia sự kiện này á, các bạn nhớ đeo khẩu trang nha và rửa tay sát khuẩn ở phía trước á, như hồi nãy mình có rửa tay đó các bạn.
Thì vừa tham quan mình sẽ kể thêm một cái câu chuyện vui cho các bạn nữa ha. Một cái người nữ khách đó, trọ trong một cái nhà nghỉ rẻ tiền ven biển. Thì sau khi ngủ qua đêm rồi đó, thì chủ nhà tiến tới hỏi rất là quan tâm. Tối qua thì cô có ngủ ngon không? Thì cái cô khách đó đáp lại giọng rất là phẫn nộ luôn: tôi phải ngủ trên ghế á. Xong rồi chủ nhà mới nói là: chắc là cô bị chứng mất ngủ hành hạ hả? Không, nguyên nhân là bởi lũ gián nè. Trời ơi, kinh quá, chúng bò tứ tung trên giường lẫn những bức tường xung quanh. Người khách mới trả lời vậy đó. Thì người chủ mới nói là: ồ, thật đáng tiếc, nhưng dù sao thì mong cô thông cảm nha. Do nhà trọ là quá bèo nên chúng tôi không đủ kinh phí để mua chuột cống về tiêu diệt lũ gián. Mong quý khách thông cảm ạ. Các bạn sợ chuột hay sợ gián nè? Đây hình bản đồ Việt Nam của chúng ta nè các bạn. Đến đây thì Sài Gòn Du Hí cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà đã theo dõi hết video này. Nhớ like, share, subscribe cho mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại trong các video sau.